Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Vina 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và nút chuông thông báo bên cạnh để thường xuyên cập nhật video mới nhất. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mách bạn cách dùng gừng hỗ trợ điều trị huyết áp thấp cực hiệu quả tại nhà. Tụt huyết áp là một tình trạng nguy hiểm không kém gì với cao huyết áp. Chúng có thể gây ra các biến chứng cho người bệnh ở tất cả các độ tuổi. Và trên thực tế, để khắc phục tình trạng huyết áp thấp, ngoài việc tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì mọi người thường hay truyền tai nhau về việc dùng gừng để chữa tụt huyết áp. Vậy thì lợi ích của gừng đối với người có huyết áp thấp như thế nào? Cần lưu ý những gì khi sử dụng gừng để điều trị tụt huyết áp? Chữa huyết áp thấp bằng gừng có được hay không? Video dưới đây của mình sẽ trả lời cho các bạn những thông tin trên. Nào, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Đầu tiên, để thực hiện được phương pháp này thì bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Thứ nhất là một nhánh gừng tươi. Mỗi lần sử dụng, mình cần một nhánh nhỏ như thế này nhé. Nguyên liệu thứ hai là mật ong nguyên chất. Ở cách trị bệnh này, chúng ta chỉ sử dụng hai nguyên liệu này thôi. Cách thực hiện rất đơn giản. Đầu tiên là với gừng, bạn hãy gọt sạch phần vỏ ngoài của nó đi cho mình. Đây chính là gừng sau khi đã được làm sạch vỏ. Bây giờ thì mình sẽ thái gừng thành các lát mỏng nhé. Gừng sau khi đã được sơ chế xong, bạn cho nó vào một cái son sạch. Cho thêm vào son này khoảng 500ml nước lọc. Bây giờ mình sẽ cho son này lên bếp để đun sôi nhé. Và khi nồi nước của chúng ta đã sôi, thì bạn nhớ là cho nhỏ lửa đi và đun thêm khoảng 3 phút nữa nhé. Như vậy, để các tinh chất có trong gừng tiết hết vào nước. Và đây chính là nồi nước gừng của chúng ta sau khi đã được đun xong. Với nồi nước này, chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi. Bạn hãy gạt lấy phần nước ra cái cốc. Sau đó bạn cho thêm vào cốc này một chút mật ong nguyên chất rồi khuấy đều lên.
Và đây chính là cốc nước mà chúng ta cần cho cách trị bệnh này. Đối với cốc nước này thì bạn hãy dùng ngay sau khi có hiện tượng tụt huyết áp. Lưu ý khi sử dụng gừng chữa huyết áp thấp. Mặc dù gừng mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh tụt huyết áp, tuy nhiên bạn cũng không nên quá lạm dụng chúng, bởi vì chúng có thể gây một số tác dụng phụ. Dưới đây là một vài lưu ý khi sử dụng gừng. Gừng có nhiều tác dụng trong việc giảm các triệu chứng tụt huyết áp, nhưng khi bạn sử dụng nhiều, bạn có thể bị nóng trong người, ợ nóng. Ngoài ra, có thể gây phản ứng với một số loại thuốc bạn đang dùng. Nặng hơn nữa, bạn có thể bị xuất huyết các cơ quan trong cơ thể. Chúng ta nên lưu ý tránh dùng gừng khi người bệnh tụt huyết áp có kèm theo bệnh trĩ hoặc đang chảy máu ở một nơi khác, vì có thể gây ra chảy máu nặng thêm. Ngoài ra, phụ nữ có thai và cho con bú không nên sử dụng gừng nhiều. Nếu bạn sử dụng gừng lâu dài, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Tóm lại, tụt huyết áp là một bệnh lý thường gặp và có nhiều biến chứng nguy hiểm. Ngoài việc tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ, thì gừng cũng là một phương thuốc chữa tụt huyết áp hiệu quả. Chúng có nhiều tác dụng hiệu quả giúp giảm các triệu chứng tụt huyết áp nhanh chóng. Video trên đây cung cấp cho bạn những thông tin về việc sử dụng gừng cho người bị tụt huyết áp và những lợi ích mà chúng mang lại. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh.